gia đình luôn tiếp nối những chuyện này rắc rối. Khi cùng chung một mái ấm mà ba thế hệ chấp nối. Thủ lĩnh là ông nội, coi chồng hủ tục, kế đến là chú, vừa nhìn đã đủ gục. Con trai cả thì chuẩn men, con trai út thì trái ngược. Hai nàng dâu không hòa thuận cho nên khó mà hợp được. Nên trong nhà được cưng nhất, luôn là cháu đất công. Vì cô chị rất trầm tính, lại còn ít hoạt ngôn. Sống trong gia đình, nhiều lúc không dung hòa. Thành ra nhiều câu chuyện trong nhà xảy ra. Lại vàng bông ơ rừng ơ, bông lê cho bằng bông lưu ơ rừng ơ, là đôi a à đô rằng bông rồi lại mây bông, là đôi a à đô rằng. Trời, hai người tình yêu chớm nở hồi nào vậy? Trời ơi, thấy chưa? Cái gì chớm? Ta chọc kìa. Có gì vậy? Từ từ chiều về là tặng tự nhiên cái... Bị điên hả? Ai tặng cho ông? Tôi kêu ông đưa giùm Ly Ly mà. Đưa ông cho Ly Ly hả? Ừ. Trời ơi, ghen quá. Tức chết. Tức chết mấy cái khúc này luôn á. Bông của em á. Bông của em mà, anh tặng em hả? Không, anh thấy ai gửi cho em với lễ con nữa. Mẹ tôi biết ai tặng, nhờ đưa giùm. Làm sao phải làm ơn nha cha. Kêu đưa giùm thì ừ, ế, đưa giùm cho tôi. Dạ. Tự nhiên cái đưa xong còn đá không nhiều một cái nữa. Tôi chưa kịp nói, ông đã nói rồi ha. Tức chết mấy cái khúc này. Ai tặng cho em? Chúc mừng nha, có ai gửi bông với lễ tân đó. Ồ, tặng cho Lily hả? Là chỉ có đại gia thôi. Với một bó bông sang trọng đẳng cấp quý phái như thế này thì là à, đại gia đang theo đuổi kiều nữ đúng không? Thường thường á, kiều nữ là người ta chân dài, đúng không? Này nghĩ sao chân ngắn ngủn mà kiều nữ ở đâu ra? Nè. Ủa, Lily cũng đẹp phát hay chứ bộ. Đúng rồi. Nói nghe nè, bé Thiên Thanh, em hồi đó giờ có được ai tặng bông giống vậy không? Hả? À, Thiên Thanh đó, ở nhà có. Ai tặng? Mẹ nó tặng nó mấy bông dạng thọ đồ đó, để nó đi nó cúng ông thần đạo địa đồ đó. Ừ. Thiệt á hả? Ừ. Không, mà nhìn mấy Thiên Thanh cũng đẹp gái chứ bộ, mà không được ai tặng bông kỳ ta. Đẹp gái gì? Nhiều khi là do cái nết á. Cái nết chứ không vậy, tại tôi ở nhà chung nhà đó, tôi biết mà. Thôi, thấy nó cũng đẹp. Con nhỏ này là nó ghê lắm á nha, nó vô toilet nó đứng nói chuyện mình hoài à. Để ta bây giờ nó vượt qua cái ranh giới đó luôn, là bây giờ nó mở cửa nói chuyện mình luôn. Sao? Trời ơi, coi kìa thấy tội chưa? Cũng đẹp gái chứ bộ, chân cũng dài mà sao không ai tặng hết trơn người ta. À. Gì? Vô duyên á, bị vô duyên á. Gì vô duyên? Cái gì vô duyên? Đúng mà. Mấy cái bông hoa này trời, ai mà thèm. Ủa gì vậy? Nực cười quá. Bây giờ thời đại nào rồi, bây giờ còn tặng bông. Ba cái chuyện tặng bông này có gì đâu mà sồn sồn với cả lên. Vậy nãy giờ có chút xíu chuyện à, làm bây giờ không có tập trung làm việc gì nữa hết trơn á. Có tí xíu à. Thôi nè, mé mặt vào thấy rõ thôi trời. Em gái thôi, không có quê nào quê cũng không có ra mặt. Nhục em, nhục anh luôn nha. Ê, vào thấy thương nè, đỏ ta. Mặt nè đúng không ha, mặt sườn đó đó. Thôi nè, không có vuốt tóc lên cho người ta thấy rõ nè, chén lại nè. Ừ. Thôi, ngày hôm nay nhân dịp là em được tặng hoa nên là em chiều nay em sẽ mời mọi người cà phê. Yeah. Còn những ai mà không thích đi thì đừng có đi. Hả? Ai mà thèm, làm việc không lo làm việc, giá trời cho công ty này bị đuổi việc hết. Thôi nè. Ê, chắc phải đổi tên bé đó thành bé Wow á. Thôi kệ, tội nghiệp đó. Gì? Trời ơi. Im. Ông la ông sùm tên đi ra ngoài rồi đó. Thì ngon thì chạy theo đi. Ủa, rốt cuộc Thành để thích Liên Thanh hay là thích Lily ta? Trời ơi, có chỉ là để qua giùm thôi. Bảo. Này là trai ta. Da này đẹp nha. Góc mặt. Ồ, này nhìn Hàn Quốc đó. Đồng hồ đâu đẹp vậy? Ê, mày có bị điên không? Ban ngày tao đi làm tao đẹp trai, tao sạch sẽ, tao thơm tho, mày không khen. Bây giờ tao làm cả ngày về, tao vật vã, tao quần quại, tao tơi tả, mà mày ngồi đó mày khen.
Không biết sao mà hôm nay nhìn Bảo rạng ngời, cảm giác như có một vầng hào quang xung quanh Bảo. Cảm giác như hôm nay Bảo thật sự chính là cái thần thái này đây. Chính là cái thần chính thái là này. Chính là cái thần thái này. Mày có chuyện gì mày nói đi. Thì thấy rồi đó, cái công ty đó, Lily đó. Nhìn thấy ghét. Chuyện Lily hả? Ừ. Ô trời, tưởng chuyện gì, tao không rảnh ngồi đây với mày, tao lên phòng. Không Bảo. Thì Bảo tặng hoa cho em đi. Tặng hoa cho mày hả? Mua cái bó hoa xong rồi tặng nặc danh, hiểu không? Tặng để mọi người thấy là ô em cũng đẹp, sao em cũng người này người kia để ý. À tặng hoa đúng không? Mày muốn vậy đúng không? Đúng rồi. Tao không rảnh nha. Bảo. Cái gì? Bảo làm như vậy là không phải làm cho mình em đâu, Bảo làm cho cái gia đình này đó. Đây là cái thể diện của gia đình, vậy sao em là con gái của gia đình. Ê, em cũng xinh đẹp mà không ai tặng hoa. Bình thường mày chửi tao như con của mày vậy đó. Tao là anh mày mà chưa bao giờ mà mày kêu tao một tiếng anh, mày kêu mày tao không. Rồi bây giờ mày có chuyện cái mày nhờ vả tao, mày khen tao này nọ hả? Tao không rảnh nha, tao đi lên phòng, tao không nói chuyện với mày nữa. Bảo. Cái gì buông ra coi. Bảo. Thôi mà, coi như Bảo giúp em đi, Bảo cứu cuộc đời của em. Bảo ơi, Bảo phải giúp em, Bảo không giúp em thì ai giúp em hả Bảo? Tại sao phải cứu mày? Tại sao? Thì mọi người có nói là cứu người như xây bảy tháp gì đó đó. Thì Bảo đi, em tính phải Bảo bảy tháp rưỡi. Mày bị điên hả? Tao không rảnh, tao nói rồi tao không làm nữa nha. Mày đừng có phiền tao nữa. Bảo. Bây giờ anh mà không giúp em á là em bị ế, là em mất mặt, là anh mất mặt á. Xin lỗi mày, từ đó giờ tao cũng mất mặt quen rồi mày. Tao không giúp nha. Bảo. Mày điên hả mày? Tao đang nực nha, tao đang nực. Giúp em đi. Con gái là không được ảo tưởng. Mày không được làm như vậy. Nếu mà mày làm như vậy thì có tiền tao làm cho. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Tao đặt xong rồi, bây giờ một tí nữa là qua giao tới. Rồi tao lên phòng tao kêu mọi người ùa xuống đây để chứng kiến cái cảnh mày được tặng bông rồi. Bây giờ lo lên kêu lẹ đi. Từ ta đang xuống liền bây giờ á. Nhanh đi chứ không qua tới mà mọi người không thấy là bể kèo á. Mày phải bình tĩnh, tất cả mọi cái đã nằm trong kế hoạch của tao, hiểu không? Phải bình tĩnh. Kìa, mọi người xuống kìa. Giả bộ không biết gì nha. Gì dạ, gì dạ? Gì dạ, đang làm mà kêu giật ngược giật xuôi vậy, không biết nữa. Thì xuống đây nó Ngồi xuống đây. Lo một xích vô cho mọi người ngồi. Dạo này bị bệnh trào ngược dạ dày sao rồi? Ừ, tôi không sao. Ồ, mà dạo này cái bệnh nó nhiều chưa hết hả? Trời đất ơi, dễ sợ không? Ủa? À, cho em hỏi ai là chị Thiên Thanh à? Ờ. Ủa? Mình nè. À, có người gửi tặng bông cho chị à? Wow. Trời ơi, tin được không? Ủa sao tự nhiên có người gửi tặng bông? Ủa ai gửi tặng bông vậy anh? Người đó không có để lại tên cho em biết à? Ủa sao tự nhiên lại bí mật, có thời buổi này mà còn tặng hoa bí mật lãng mạn ghê. Ủa mà không biết dung mạo của người đó làm sao anh ha? Người đó rất là khôi ngô, tấn tú và đẹp trai nữa chị. Trời ơi, tự dưng hả mà có người đẹp trai, khôi ngô, tấn tú xong rồi tặng hoa âm thầm trước mặt mọi người bất ngờ như vậy, kỳ ghê. Thiên Thanh ngại. À, anh ơi, anh rồi chờ, ngoài hoa ra rồi có trái cây hay là tiền vàng mã? Ôi, ê, anh cúng em hả? Không, à, vậy là chỗ có hoa thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi, vậy cảm ơn anh nha. Dạ. Trời đất ơi. Bye nha, trời dạ. Shipper đẹp trai dễ sợ ha. Trời ơi, có duyên ghê. Sướng nha. Trời ơi, công ty mình dạo này sướng quá ha. Hết người này được tặng hoa, giờ đến người khác được tặng hoa. Ê. Mà cái bó hoa này coi bộ đẹp hơn bó hoa mà tặng cho em luôn á bé. Đẹp hơn nhiều, nghĩ sao vậy, nhìn chất lượng hơn nhiều. Bao bì dán nhãn rất là đẹp luôn. Bởi vì cái này là nó làm theo phong cách cái bó hoa là phong cách phố đi bộ Nguyễn Huệ á. Nhận xét gì mà không có sang gì hết trơn à. Nghe tôi nhận xét nè. Nhìn vô bó hoa, chúng ta biết đây là một loại hoa hồng rất là đắt tiền. Đúng. Bên cạnh đó nó gói cái giấy màu hồng da heo nữa, rất là đẹp. Da heo. Màu hồng tình yêu. Thì con heo nó màu hồng đúng không? Thì cái màu hồng này là màu hồng da heo nè. Sao nữa? Thông qua cái bó hoa này, tôi biết được cái người tặng là một trong những người phải là doanh nhân thành đạt, phải đại gia. Chứ không có ai mà nghèo mà đi mua bó bông này tặng hết trơn á. Đẹp á, dễ thương. Đẹp không? Ờ, nhìn cũng được. Mà thôi, mọi người ngồi chơi nha. Tôi phải lên làm việc rồi.
Ủa sao cũng được mà mặt trì trệ quá vậy? Chứ sao? Trời ơi, được tặng bông thôi mà có cái gì đâu mà cứ sồn sồn lên vậy? Có phải như là được thăng chức hay lên lương đâu mà mọi người làm gì nãy giờ cứ sồn lên vậy? Trời, tôi đâu có rảnh rồi, xuống đây tôi coi mọi người làm kiểu này mệt. Ôi trời ơi, trời ơi, ông cản nó nuốt vào bông, kêu người ta sồn mà bả mới là sồn á. Ủa mà gì vô duyên vậy? Tôi khen bả bông mà tôi đâu có làm gì đâu. Bởi vậy mắc gì chửi tôi đúng. Cái miệng tôi hiền quá mà. Đúng rồi, bây giờ sao? Giờ tức là sao? Tôi lên tôi chửi lại. Chửi rồi bây giờ quay phim lại cho tôi. Quay phim lại luôn hả? Quay phim tối làm Facebook cho tôi. Nổi tiếng luôn. Nói tôi xe. Ông rảnh ghê, đồng nghiệp với nhau mà ác ghê trời. La 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 la. Cô Tiên Sinh, làm gì vui vậy? Tôi được tặng quà, tôi vui tới bây giờ luôn được không? Ê, mà nói nghe nè, ai tặng vậy? Ai tặng còn lâu tôi mới nói cho anh biết. Đúng rồi, làm sao mà nói được, tại vì đâu có dám nói. Ủa, hai người này nói cái gì khó hiểu quá à. Muốn hiểu đúng không? Đây, nói cho nghe. Thiệt ra hôm qua, vô tình anh nhặt được một cái hóa đơn mua qua tại cửa hàng Flower. Người mua, Lily. Người nhận, Lily. Ủa, là sao? Đâu cho coi. Thấy chưa, hiểu chưa? Trời ơi, cái hóa đơn đó đâu phải của em đâu. À, là kiểu tự xướng đúng không? Tự kỷ ám thị đúng không? Cái này đâu ra, hóa đơn này đâu ra, tôi đâu có biết hóa đơn này đâu. Trời ký của em nè, mày đặt xạo xạo nữa mệt quá biết hết rồi cô bé ơi. Trời ơi, mấy mốt nhờ tôi nè, tôi tặng cho. Tại vì bữa Thiên Thanh nó cũng nhờ tôi vậy đó. Ôi trời ơi, cái gì vậy ba? Không, tự nhiên nó sái cái miệng ấy, nó bậy bạ. Nói chung là thôi mấy mốt đừng có làm vậy nha Lily nha. Thôi có gì đâu mà buồn. Trời ơi, cái chuyện bình thường mà. Nữa kìa. Cô em á, tặng hoài luôn á. Chán cái văn phòng này ghê luôn á. Làm việc không làm việc trong cái phòng này riết á. Một người á thì tự mua hoa rồi tự tặng cho mình để tốn tiền chơi. Còn một người á được tặng hoa, mà tặng hoa từ hoa thiệt bây giờ xuống tới hoa giả luôn rồi. Nói nghe nè hai đứa, thích hoa lắm đúng không? Nếu như mà thích hoa, mai mốt chịu khó mua cái áo hoa giống như anh chị nè, tự mặc vô là ngày nào cũng có hoa, hiểu chưa? Hoa giả mà cũng nhận là sao, mất giá quá cơn. Ừ, thì ít nhất cái này á là cũng là người ta tự tặng. Ê, em tự tặng không phải người ta tặng em tự, không phải ý là em à, người ta tặng em chứ không phải là em tự đi mua tặng giống như ai kia. Đúng rồi, không cái này là tôi làm chứng, tôi làm chứng nè mọi người, tôi thề luôn là có người tặng cho Thiên Thanh. Không phải nó tự mua thề luôn. Mày đừng có kinh tao nữa, mày vui đi con, không cái chuyện gì về nhà tính sao thiệt, nhưng mà mày vui đi, có người ta tặng á. Ba mà tôi bị dị ứng phấn hoa mà ngày nào cũng có người tặng hoa nói chuyện hoa hoài, tôi bị viêm mũi luôn á. Không phải lắm. Nghe rồi. Trời ơi, tên người ta tặng. Đã biết rồi, biết rồi, biết rồi. Cái gì? Sao biết? Biết sao không? Thiệt, tôi chắc luôn là nó có người thích. Nó có bồ rồi. Mày vui đi. Ê, này có bông mới kìa. Trời ơi. Ủa, bữa nay em được người ta tặng bông nữa hả? Cứ khi nào có tặng hoa hoài. Ngại. Là cái bó hoa được tặng hả? Ủa, trên tưởng hoa gì? Trời đất ơi. Trời ơi, đâu biết đâu, nãy giờ tưởng mua bông và cúng không à. Chứ nghĩ sao tặng bông mà tặng bông dạng thọ. Tôi biết rồi, cái kiểu này là tôi biết rồi. Cái này là em là có đại gia. Đúng. Nhưng mà đại gia cái kiểu như đại gia thuộc cái gu là cái gu mà gần đất xa trời á. Cái gu mà thích mùa xanh cỏ đó. Cho nên mới tặng bông này nè. Nhưng mà tặng cái này là tặng thiếu nè. Sao thiếu gì? Hình như là tặng là thiếu bó nhang với lại dĩa trái cây. Ôi. Ê, mượn bó bông, coi. Cẩn thận đó nha. Trời ơi. Bó bông nhìn giống không?
Giống giống như bông cúng vậy trời. Bởi vậy mấy cái người mà lớn tuổi U80 ta có cái suy nghĩ thấu đáo. Tặng bông ý nói là mình cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Sống mà con cháu chết hết, sống thành quỷ mà vẫn còn sống. Long, Long, Long hồi nãy ông nói là ông suy đoán là cái gu là gu đại gia hả? Gu đại gia U80. Ủa Thiên Thanh, bộ em chả. Có đại gia tặng quà thiệt hả? Đâu có đâu, em cũng biết nữa nhưng mà không phải đâu, không phải đâu, em không có gu đại gia gì đâu. Không nói nữa, để có con bé kia sự. Gì? Ai? Bé kia Lily hả? Ừ. Nãy giờ nó là đừng có nhắc tới tên tôi nha. Trời đất ơi, ai tặng bông thì tặng bông vạn thọ. Trời ơi, mấy người nghĩ sao vậy? Tôi cũng đâu có cần đâu. Trời, người yêu tôi cũng đâu có rảnh vô công rỗi nghề đâu mà tối ngày nào cũng tặng bông. Trời ơi, tới giờ ăn trưa rồi mà không ly đe đi ăn. Ở đó mà, qua vạn thọ, sượng gì mà sượng. Ông có chừng ông tôi nha. Trời ơi, bé sượng mặt thấy rõ luôn. Ê, xuống ăn đừng quýnh bà bán đồ ăn nha. Ủa ê, mày nhờ vả tao mà chứ tao đâu có xin mày đâu mà mày làm gì mày đập cái cọc tiền vô mặt tao mày hằng học vậy? Tao nhờ 3 ngày, làm 3 ngày thôi. Tặng chi cho nhiều cho tốn tiền. Mày ngộ quá, 3 ngày sao đâu 3 ngày chứ mày khùng cái gì. Ê. Ủa sao mày đưa tôi nhiều tiền vậy? Ủa chứ không phải mấy anh em của anh tặng em luôn hả? Là sao? Ủa chứ em thấy mấy bữa sau hoa em kìa, anh cũng biết mà. Chứ cái đó không phải, cái đó không phải của tao. Em tưởng anh nhờ anh em khác tặng em. Mà nó tặng là hai đó bó bông giả. Ờ đúng rồi, hai bông giả đó trên bàn đó. Hai bó vàng thọ. Đúng rồi, quen đúng không? Nhờ vòng nhau đúng không? Ủa tao tưởng mày tự sướng chứ, thì không có hả? Là không phải anh tặng. Không, em nhận được. Mà em biết là có người thầm thương trộm nhớ em mà. Vậy là tao cũng nghi có người địa mày. Thấy không, em biết. Mày thấy tao mở hàng hơn không? Ê, mà thằng nào nó thích mày mà tặng bông giả kỳ vậy ta? Em cũng không biết nữa. Bớt mất dài lại đi. Thằng cái gì? Sao tao gặp mày một cái là tao muốn cãi lộn với mày à? Ba, con được tặng hoa mà không phải anh Bảo tặng đâu. Vui rồi đúng không? Chú Ba, không có thằng khùng nào mà nó đi bỏ tiền ra nó mua hai bó bông giả nó tặng con gái người ta. Cái thằng đó là cái thằng mày bị khùng. Bớt mất dạy lại đi. Không phải nó không khùng thì nó cũng bị điên, nó cũng bị chạm dây thần kinh. Người ta có cá tính. Không phải, không phải, cái dạng đó là dạng tự kỳ ám thị. Cái thằng mà tặng bông giả cho bé Thanh á là bị khùng. Là tao. Mày mất dạy quá. Mày bớt đi. Ba tặng cho con hai bó bông giả để cho nở mặt nở mày với công ty. Là bông giả là chú ba tặng. Tao tặng. Vậy ok, con xác định rồi. Cái thằng nào, cái thằng tặng hai bó bông vạn thọ sao nó mới bị khùng. Vậy là hai người sao là hai người thích em. Ủa có tặng bông hả? Thì thôi bây giờ ba tặng là con biết ba thương con rồi. Nhưng mà cũng có người thích thương con nữa. Mà nó tặng vạn thọ coi khùng không? Thằng này nó bị tẻn. Đúng rồi, mày nói đúng rồi đó. Đúng không? Nó tặng bông vạn thọ là chứng tỏ nó bị gì? Không, thì đó, nó bị thần kinh bình thường. Con nghĩ là tặng là bông vạn thọ. Không, nó là vintage. Đừng cãi nữa. Biết hai bó bông vạn thọ là ai tặng không? Thì của cái thằng khùng nào á ba. Nó nghĩ sao mà nó cua con tặng đó. Oh wow. Nè, con đừng có buồn, đừng có thất vọng. Vậy là anh Bảo tặng, ba tặng, ông nội tặng. Vậy là con vẫn ế không? Không có đâu con. Ông nội hiểu tâm lý của con mà. Con là đứa cháu nội gái rất xinh đẹp ha. Ông nội tặng bông cho con vui không? Vậy là được rồi. Nhưng mà tại sao ba lại tặng loại bông kỳ lạ vậy ba? Tại sao lại tặng vạn thọ? Bông nào cũng là bông. Con biết ngày xưa má con là bà nội hai đứa này tặng 3 lần bông cho ba. Là bông gì không? Bông gì ba? Lần đầu tiên là bông cao. Lần thứ hai là bông dâm bụt. Bông dâm bụt. Cái bông knock out ông nội là hả, cái bông đặc biệt lắm nè. Đúng. Bông lan á. Bông hồng. Mimosa. Ủa chứ bông gì ông nội? Bông mít. Hả? Bông mít á. Mít á. Ừ. Mít của bông. Ủa bông mít sao lại bông gì kỳ lạ vậy ba? Thì cây mít nó có bông. Cây nào mà không có bông? Không. Mà sao cái loại bông mà để cho ba gục ngã chứ tình yêu của má là loại bông mít?
Bởi vì khi ba cầm cái bông mít lên, ba dòm thấy cái bông mít mà má con tặng cho ba, ba thấy màu vàng mà bắt đầu nó ngã sang màu đen rồi, thì ba thấy tình yêu này nó chín mùi rồi, ba chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ồ, ồ, vậy là tình yêu của ông nội với bà nội là sặc mùi mít luôn. Sao mày nói không có văn học vậy trời, gọi mày mùi mít nó thum thủm á. Mày nín, mày cái tánh này đó nha Gia Bảo, bông mít mày cũng được tặng đâu, thậm chí cái cùi mít mày cũng không có nữa đó. Thì chửi nghe ngược vậy. Nội, thằng này không biết gì hết, không am hiểu gì hết. Bây giờ chú tính nhà này Gia Bảo, coi như là ngày mai con vô công ty đó là con sẽ lấy cái bó bông giả của chú mua tặng cho bé Thanh á, con đem vô rồi gửi tặng lại cho bé Thanh, xong rồi chiều hôm đó về bé Thanh sẽ đem cái bó bông giả đó về đưa cho con, rồi ngày mai là tiếp tục con đem bó bông giả vô con tặng tiếp, coi như ngày nào cũng tặng, ngày nào bé Thanh cũng có bông hết, con hiểu không? Ủa chú ba con đâu có rảnh đâu, chú ba làm đi. Không được, chú cũng đâu có rảnh, với lại trên đường hai đứa chung cơ quan tặng giúp cái có gì đâu. Không, trời ơi, thì chung một nhà chung cơ quan bây giờ giúp chút xíu có gì đâu mày. Không làm cũng rảnh. Con đừng có làm vậy, chú không bao giờ đánh đập con hết á, Gia Bảo à. Không, nhưng mà chú ba thủ thế rồi. Trời ơi, chú ba, tao giờ đánh mày không? À, mày đứng lên, tao đi giờ một xíu mà làm gì rồi vậy? Dù gì thì mình vẫn ế, nhưng mà không sao, tại vì ba mình thương mình, ông nội mình thương mình, anh Bảo có nhờ nhờ xíu nhưng mà cũng thương mình. Ủa xung quanh là cũng nhiều người yêu thương mình chứ bộ, đâu cần phải tự mua hoa tự giả vờ đâu. Được rồi. Dạ chào anh. Đi giao bông tiếp. À dạ. Ủa giao bông cho ai đây? Người ta không có nói. À là không nói gửi cho dạ, ai? Dạ không nói gửi cho ai hết trơn á, nhưng mà ở đây em quen có mình anh nè. Cha này thấy tôi thân thiện quá dạ. Cái vô mày đặt kêu quen tôi nữa cha này. Ủa mình rốt cuộc là ủa có đưa tiền đưa bạc gì không? Dạ không. Ủa, xong rồi. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Dạ em cảm ơn. Rồi em đi nha. Ừ. Dạ. Ê Lâm có bộ rồi kìa. Lao không? Nghe nói rõ ràng là vô gửi bông mà trong cái phòng này nhưng mà không biết gửi cho ai. Bây giờ bó bông này là của ai đây? Mà của em. Không phải của tôi à, không biết à. Thôi mà mày đặt dấu làm gì nữa nè, của ai thì nhận đi. Không phải. Không phải, nó không phải của tôi mà. Ai là mỗi ngày mỗi kiểu, không tặng giống nhau vậy được. Ủa rốt cuộc là của ai trời? Ủa vậy là không phải của hai người hả? Đâu ông coi trong đó có ghi tặng cho ai không? Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Để tôi coi coi. Tìm có giấy gì không? Có một cái thiệp nhỏ nha. Đọc ai, đọc ai. Đây, để tôi đọc cho nghe, đọc cho nghe. Đây, đây, đây. Tặng cho người con gái tóc dài. Tóc dài. Hai người tóc ngang ngang nhau. Đúng rồi, ai cũng dài. Cái màu tóc á. Anh rất yêu em. Yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Và trong suốt cuộc đời này, anh sẽ không yêu ai ngoài em. Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai. Em là tình yêu của anh, yêu em nhiều. Dạ yeah. Người nhận đó chính là Ly. Kìa, trời ơi. Thanh Ly. Ly này chắc là Ly Ly rồi, biết nhầm là Thanh Ly đó. Ly Ly, nhưng mà bà đâu phải họ, bà đâu có lót chữ Thanh đâu. Tao biết nhầm à, cái này là Ly Ly của Ly Ly. Này là của tôi chứ bộ. Bà không nhớ kỹ hả? Thanh chứ bộ, Thanh là Thiên Thanh đó. Cái gì mà Thiên Thanh? Cái này là của tôi. Thiên Thanh. Cái này là của Ly Ly. Thiên Thanh. Của Ly Ly. Bà chồng hư. Oh no. Trời ơi, giỡn bà không á? Tại bà đó. Mọi người, này là đổ đằng Ly Ly mà anh bảo. Ê, ê, trời trời. Hoa của người ta rồi, vậy mà cầm cái đầm như vậy thì còn gì là hoa. Ê, cái gì vậy? Cái gì? Sao bà không xé luôn cho rồi đây, bà xé hoa luôn cho rồi đây nè. Bây giờ cái bóng này, bà đề đi, bà đề đi, bây giờ bà có đề cho tôi không? Cho gửi mà đi nè. Thôi. Trời ơi, cái gì bó hoa của người ta mà đập tan tành luôn, trời ơi.
Trời ơi, là bây giờ Thanh Ly tới rồi. Ủa, Thanh Ly là ai cũng không biết nữa. Của tôi chứ của ai, bà đền đi. Thôi mọi người bình tĩnh đi, bây giờ ngồi xuống từ từ giải quyết nè. Giải quyết gì được nữa, nó cầm đập hết trơn rồi. Ủa, sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua. Em đang từ xa bước tới. Trời ơi, hoa gì mà ngon. Trời ơi, sao cái gì mà như bể chiến trường vậy? Hỗn chiến mới vừa diễn ra. Trời ơi, có ai tặng bông mà không có để rõ tên để vô làm cho hai cổ giành giật nãy giờ. Ủa? Dạ. Nãy giờ có thấy ai mà nhân viên bên shop hoa nó giao hoa cho tôi chưa? Nè, cái bó hoa nó giao nè. Tự nhiên giao hoa mà ghi tên mà ghi không có rõ ràng. Một là Thanh, hai là Ly. Tự nhiên ghi Thanh Ly làm cho hai cổ là không biết tặng ai giành giật nãy giờ. Trời đất ơi. Thanh Ly là vợ tôi. Hả? Nani? Mấy cô mấy cậu làm cái gì kỳ vậy? Có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Kỷ niệm lần đầu hai vợ chồng tôi gặp gỡ. Tôi đặt qua đến đây là để tôi mang về tôi tặng cho vợ tôi. Trời ơi, vậy là Thanh Ly là vợ sếp hả? Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao đây? Ai là người làm ra cái này? Bây giờ làm sao thì làm. Đền có bó hoa này cho tôi trong ngày hôm nay luôn. Trời ơi, cậu thả, cậu thả. Nghĩ sao chưa biết hoa của ai, cái giành giật. Sếp sếp, em thấy bây giờ ý kiến của em nha, đừng có bắt đền qua ai vậy, nó tầm thường lắm. Mình kiếm cái gì đó mình dạy cho hai cô. Bây giờ thứ nhất là hai cô là không đoàn kết ở trong công ty đó. Tôi chọt cái là dính đi, chọt cái mỏ nín. Bây giờ hai cô lấy giấy ra. Mấy bạn kiểm điểm hả sếp? Không có kiểm điểm gì hết. Gấp 1000 cái bông cho tôi. À, sếp, công việc nhiều lắm sếp ơi. Tôi không cần biết. Từ bây giờ đến lúc tan sở phải có lại bông cho tôi. 1000 cái bông chưa hết. Cái thứ hai, tháng sau trừ lương. Oh no. Tại vì tiền này là tiền của công ty. Tiền công ty tôi đặt mua chứ không phải tiền của các cô các cậu, hiểu chưa? Còn cái thứ ba nữa, hạ hành kiểm tháng sau. Mất đoàn kết nội bộ, gây gỗ trong giờ làm. Ok. Trời ơi, vợ sếp tên gì cũng tên, tự nhiên tên Thanh với tên Ly. Sao, có phục hay không, có phục hay không? Không có, không có, ý em nói là tên Thanh Ly đẹp quá. Lấy giấy ra đi, gấp bông cho tôi. Lâm. Dạ. Cậu thấy tôi quyết định như vậy có hợp lý hay không? Hợp lý sếp. Trời, em nói thiệt sếp, sếp làm vậy là nhiều khi em thấy nó cũng còn bị từ bi quá, sếp bị nhẹ quá. Trời ơi, con gái con lứa đàn bà vậy đâu mà nghĩ sao sân xa sân xác bông người ta mà cứ đủ rồi. Thôi Bảo. Gì mày? Tôi đang hỏi cậu đó. Dạ sếp, sếp hỏi em gì sếp? Ý là cậu thấy tôi xử lý cái vụ này Thiên Thanh với Ly Ly, cậu thấy có phục hay không? Không phục. Tại sao lại không phục? Bởi vì sếp quá nhẹ tay. Sếp, em chỉ sếp nào bây giờ nó có một cái gọi là chích á. Chích một cái là đi cái ót luôn. Chích đi. Á cũng vừa vừa thôi. Chắc đâu, chắc đâu đi. Thanh. Dạ. Ý cậu sao? Thấy thôi vậy cũng được rồi sếp. Tại vì hai cậu cũng đâu cố ý đâu. Không, chặt đầu đi, chặt đầu. Thôi, coi phim riết bị nhiễm. Sau cái vụ bó bông này nè, tôi mới rút ra được một điều. Dạ. Là tất cả các cô, các cậu trong cái phòng này không ai yêu thương nhau hết. Không có đoàn kết gì nhau hết. Lúc nào cũng đâm chọt nhau. Hở ra cái là hạ bệ lẫn nhau. Cho nên tôi thấy như vậy là tôi không hài lòng. Đó, bây giờ tôi quyết định nha. Tháng sau trừ lương cả phòng. Lắm lúc đầu ghê nhiều tình huống trắng điểm.